buổi sáng mọi người, bọn mình đang đi ăn sáng ở cạnh khách sạn. Sáng nay thì bọn mình có chạy qua cái nơi thuê xe để giải quyết một số vấn đề. Nói chung là hôm qua bọn mình có đặt xe ở bên 6T. Thì bọn mình đặt xe rồi thì lần đầu tiên nó bị hủy, và lần thứ hai bọn mình đặt thì nó không confirm. Mà hôm nay chúng mình cần xe để đi LA, nên là sáng sớm phải dậy chạy qua bên đấy xem như thế nào để còn biết có xe để đi hay không. Một điều bọn mình rất là ngạc nhiên là mọi người ở bên chỗ thuê xe rất là nice luôn ấy, kiểu gọi là nice một cách kiểu không tả nổi đấy. Bọn mình rất là sốc, tại vì là năm trước bọn mình có trải nghiệm đặt xe ở bên châu Âu thì có một trải nghiệm không được đẹp lắm, tại vì ở bên đấy mình cảm thấy người ta cũng không được cởi mở và hiền như ở đây. Thì cuối cùng cái xe của mình đặt nó đang chưa về lại cái nơi chỗ thuê xe, nên là bọn mình đã phải lấy một cái xe khác. Nhưng mà mọi thứ rất là ổn thỏa, bây giờ mình sẽ ăn sáng để về nhà soạn đồ rồi lấy xe đi LA. Một điều mọi người nên lưu ý khi đặt xe bên Mỹ là nên đặt xe với biển California. Ở San Francisco và Los Angeles hay bị đập xe, đặc biệt là những xe biển số lạ, nên nên đặt xe với biển Cali để tránh những rủi ro không mong muốn. Từ San Francisco tới Los Angeles sẽ đi mất tầm 6 tiếng. Mình thấy bên Mỹ mọi người đi rất là nhanh, tốc độ trung bình bên này là 120 km/h. Và một điều khiến mình khá ngạc nhiên nữa là ở đây là họ hay nhường đường. Ví dụ như là bọn mình đang đi ở làn trái đi, trước mặt mình có một xe đi chậm hơn, thì thay vì mình vượt người ta sẽ tự giác sang làn phải để mình đi nhanh hơn ở làn trái. À mà bên Mỹ mọi người phải tự đổ xăng nha. Gần như cây xăng nào ở đây cũng sẽ có một cái siêu thị tiện lợi, có nhà vệ sinh và vài cây xăng thì sẽ có phòng tắm cho những ai đi đường mệt có thể dừng chân. Sau vài tiếng đi xe thì chúng mình cũng hơi đói bụng rồi và mình đã thấy In-N-Out. Và đây sẽ là lần đầu tiên mình thử In-N-Out để xem ngon không nha. Chị Huyền và Andre bảo là tới đây thì sẽ có một cái secret menu, là phải gọi theo cái secret menu này thì mới ngon. Còn nếu mà gọi như menu ở họ có ấy, thì ăn sẽ bình thường. Nên là bọn mình sẽ gọi theo cái menu mà chị Huyền đã nhắn cho bọn mình. Vanilla? Yeah. And was this gonna be for here today? Yeah. Okay, so I have your double double grilled onion, add ketchup, pickles and chilies with one animal fry, medium drink and the vanilla shake. Yeah. Okay, it'll be $15.95 please. Mình phải tự lấy đồ ăn hay là nó sẽ mang về? Chắc là tự lấy đồ ăn. Ok. Chẳng biết người ta chỉ đưa cái hóa đơn cho mình thôi. Ui. Xem bao nhiêu video về Mỹ thì rất mong đợi thử In-N-Out xem nó như thế nào. Để mình nói cho mọi người cái secret menu, nếu mà mọi người mà sang Mỹ thì mọi người có thể thử nha. Bọn mình gọi double double cheeseburger, thêm ketchup, thêm chopped peppers, thêm pickles và thêm grilled onions. Khoai tây thì bọn mình gọi fries animal style. Okay, thank you. Oh, thank you. Bên này thấy mình quay cái mũ. That's so cool. Người ta thấy chúng mình đang quay, thế là người ta cho mình cái mũ này này. Okay, thử nhá. Anh thử khoai tây trước đi. Khoai tây có cheese, có thêm sốt gì ấy. Cái sốt này giống sốt với mắc của McDonald's. Nhưng mà khoai tây không giòn lắm. Giòn ngon. Nó nhiều vị. Nó có rất là nhiều vị trong một cái bánh burger ấy. Có rau, có pickles. Ngon. Khoai tây cũng rất là ngon. Nhưng không được giòn lắm. Ăn là nó có nhiều rau ăn nó fresh. Nó đỡ ngấy. Mấy hôm nay ăn đồ ở Mỹ cảm giác rất bị ngấy luôn ấy. Từ 1 đến 10 anh chấm In-N-Out bao nhiêu? 8-9. 8-9 đúng không? Ngon. Ngon. Bao nhiêu điểm? 15 đô. 15 đô là 300. 16 đô. 300, hơn 300. Hơn 300 nghìn. Không được. Bình thường mắc lắm. Một burger, một khoai tây và 2 ly nước.
Chúng mình đã về tới khách sạn. Đây là Tommy Hollywood cũng của Hyatt. Giá phòng ở đây là 200 đô một đêm. Đây, view đây. Hello LA. Chào buổi sáng mọi người, vậy là bọn mình đã tới Los Angeles. Sáng nay thì bọn mình đang đi ăn ở một cái quán gọi là The Butcher gì gì đấy, để mình ghi tên mình không nhớ. Nói chung là LA rất là nóng luôn mọi người. Mình không ngờ là LA sẽ nóng như thế này. Bọn mình hôm nay là mặc đồ để đi hiking lên cái sign Hollywood ấy. Mà bây giờ là đang 32 độ C, rất là nóng. Đứng ngoài đường thôi là đã khó chịu lắm rồi ấy. Nên là đang tính ăn sáng xong rồi suy nghĩ nên đi đâu. Tại vì là bây giờ mà leo lên núi rất là nóng. Mình không ngờ LA nóng như thế này, mà kiểu nóng như kiểu Sài Gòn buổi trưa luôn ấy mọi người. Chắc buổi trưa anh phải ra ngoài. Chắc vậy. Nhưng mà tối qua bọn mình tới LA thì nói chung là có một trải nghiệm cũng không được đẹp lắm với Hollywood. Bọn mình không ngờ Hollywood lại có rất là nhiều người vô gia cư, nhiều người điên như thế. Bọn mình vừa check-in tới khách sạn, ra khỏi khách sạn được đi được vài bước, gặp phải ông điên. Xong rồi ông cầm một cái dây gì để ông quật này, ông đi ngay chúng mình. Bọn mình sợ thì phải chạy sang đường bên kia. Và nói chung là hơi bị dạng như là vỡ mộng một chút, tại vì là mình cứ nghĩ là Hollywood là một nơi dạng như là thành phố điện ảnh, nó đẹp lắm, nên mình cảm thấy mình vẫn thích San Francisco hiện tại là thế. Cảm nhận của anh về Los Angeles như nào? Nhìn của anh là cũng nó có nhiều người vô gia cư, nhưng mà chắc là cũng do một phần là mình toàn đi mấy cái địa điểm du lịch ấy, toàn nhiều người du lịch ấy, thì bọn vô gia cư nó cũng ở đây để nó xin được tiền. Nếu mà nó ở mấy chỗ khác nó không xin được tiền thì nên mọi người ở West Hollywood hơn, tại vì ở trong Hollywood nhiều người vô gia cư quá, bẩn nữa nhỉ, đường đi sợ luôn, chỗ nào cũng mùi khai. Ăn sáng xong thì chúng mình đã ghé qua Griffith Observatory. Đây là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng ở Los Angeles, được biết đến bởi tầm nhìn tuyệt đẹp ra thành phố, Hollywood sign và các vì sao. Từ đây thì sẽ có rất là nhiều triển lãm về thiên văn học. Do nằm ở vị trí cao nên từ đây bạn có thể nhìn ra cả thành phố Los Angeles. Vé vào cửa thì miễn phí, tuy nhiên nếu bạn muốn xem các buổi chiếu như Planetarium thì giá một vé sẽ rơi vào tầm 10 đô. Hôm nay thì chúng mình sẽ xem một bộ phim về vũ trụ và hệ mặt trời, du hành xuyên thời gian quay trở lại vụ nổ lớn. Và trong suốt quá trình phim thì sẽ có một người kể chuyện trực tiếp và giải thích trong mỗi chương trình. Mình xem thì thấy khá hay, còn anh Đạt mệt rồi nên là vào đây phát là ngủ. Chiều lại chúng mình đã ghé qua Santa Monica Pier và Venice Beach để ngắm hoàng hôn và ăn tối. Bến tàu Santa Monica là một khu tổng hợp với nhiều cửa hàng, quán ăn, khu vui chơi giải trí. Ở đây có một công viên Thái Bình Dương, Pacific Park, được biết đến bởi bánh xe Ferris Wheel chạy bằng năng lượng mặt trời, mang đến tầm nhìn toàn cảnh bờ biển và thành phố. Cách đấy không xa thì sẽ có Venice Beach. Venice Beach là một bãi biển rất là nổi tiếng. Tại vì ở đây có đường và bãi biển rất là đẹp, mọi người hay tới đây đạp xe đạp, đi dạo và ra biển ngồi chơi. Ngoài ra ở đây có Venice Skate Park. Ở bên Mỹ, phong trào skateboard đã nổi tiếng từ rất là lâu rồi, nghe là công viên này có trị giá 2 triệu đô. Mình thấy rất là hay khi thấy cả người trẻ và người già, con trai và con gái, người trượt giỏi, người mới tập đều đến đây trượt vì đây là đam mê của họ. Có giày giống anh rồi. Chúng
mình đã đi shopping xong. Thật ra thì sang bên Mỹ bọn mình cũng không muốn mua nhiều đồ, vì là bên này nếu mà mọi người không biết là không có tax free, nên là đi châu Âu mua đồ sẽ lợi hơn rất là nhiều ở bên Mỹ. Tại vì thật ra bên Mỹ đồ khá là đắt, mà năm trước bọn mình đi châu Âu ấy xuống giá, nên là mọi thứ mua rẻ hơn rất là nhiều. Bây giờ thì chúng mình cũng hơi đói đói rồi, nên là sẽ qua Erewhon. Erewhon là cái siêu thị đắt nhất nước Mỹ. Ở đấy thì có rất là nhiều người nổi tiếng tới ăn, nên là mình cũng muốn xem ở đấy như thế nào. Erewhon là một chuỗi cửa hàng tạp hóa bán các sản phẩm chất lượng cao, từ thực phẩm hữu cơ và tự nhiên, chất bổ sung và các sản phẩm chăm sóc cho sức khỏe, có mặt trên nhiều nơi tại Nam California. Siêu thị này cam kết cung cấp tất cả sản phẩm chất lượng cao có nguồn gốc đạo đức và bền vững, khiến Erewhon trở thành điểm đến phổ biến cho những người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe. Bọn mình sẽ lấy một hộp hoa quả với giá 7 đô 18, 16 đô một bát súp gà. Rất là đắt, 16 đô mọi người có thể qua nhà hàng ăn rồi. Và đây là đồ đông lạnh, xong rồi làm nóng lại. Bim bim bằng vegetables. Ngoài ra có rất là nhiều người tới đây ăn thực phẩm chế biến sẵn. Có một loại smoothie mà Hailey Bieber rất yêu thích, đấy là Skin Glaze Smoothie. Một ly smoothie này là 400.000 đồng, chưa tính tiền tips. Đúng rồi, kể cả mọi người mua đồ ăn mang theo, không trải nghiệm bất kỳ dịch vụ service nào thì vẫn phải tips nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử smoothie 17 đô có đáng không? 18 đô. Nhưng nhìn nó đẹp, rất là đẹp. To. Nói thật là nó bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Đây là có chuối, sữa và chắc là một cái loại berry gì đấy thôi. Em nghĩ là xịt tố ở nhà ngon hơn. Xịt tố chuối bình thường đúng không? Em tưởng nó như thế nào, ai ngờ bán giỏi nhờ, bán rất đắt. Đắt. Thử đồ ăn nhá. Đây để chỉ cho mọi người, bữa ăn tổng cộng là 60 đô. Chúng mình sẽ ra sao? Ở đây thì sẽ có thịt gà này. Đây là cauliflower và mac and cheese. Gà chua ngọt. Gà chua ngọt ạ. Như kiểu xương xào chua ngọt ạ. Đúng rồi. Vị đúng rồi. Đây một. Đó. Mac and cheese. Cái này còn gluten free không? Chắc đồ ăn ở đây đắt tại vì nó kiểu healthy ấy. Đúng rồi. Đúng không? Trước khi đi LA thì bọn mình có nghĩ là sẽ chắc chắn sẽ phải đi Disneyland hoặc là Universal Studios. Nhưng mà đi tới đây rồi mới nhận ra thời tiết đây rất là nóng, toàn 32 tới 35 độ C. Nên là không thể nào chịu nổi nếu mà đi ra chỗ Disneyland hoặc là Universal. Đông người, mình nghe thấy bảo là để xếp hàng chơi một trò chơi sẽ mất tầm 2 tiếng đồng hồ. Nên là bọn mình đã thay đổi ý định và book một cái tour khác. Down and stand up for a second. Tell me if those feel even. Yeah, even. Yeah? Yeah. Okay, wonderful. So I'll take this. Yes. Let me put it in my saddlebag. Ngựa nhìn đẹp thế nhỉ? Yeah. Yeah. Cảm giác như nào em? Có mệt không? Bọn này ngựa nữa. Ngựa nó ngoan ấy. Nó biết được.
Bọn mình đang đi ăn tối một quán gọi là Yelise House. Đây là ẩm thực của người Armenia. Từ nhỏ tới lớn thì bọn mình cũng được tiếp xúc với cái ẩm thực này rất là nhiều, vì là ở bên Nga có rất là nhiều người Armenia và rất là nhiều quán đồ ăn kiểu như vậy. Hôm nay bước vào cái quán này cảm giác như là quay trở lại Nga, tại vì là mọi thứ xung quanh ở đây rất là giống những quán ăn ở bên Nga luôn. Từ decor này, từ cái đĩa, cái thìa, cái bát, nói chung là rất là excited để thử cái đồ ăn ở đây xem như thế nào. Mình gọi rất là nhiều đồ ăn, anh gọi rất là nhiều đồ ăn, em thì toàn cấm anh không cho gọi nhiều đồ ăn. Tại vì em biết là mình sẽ không ăn hết được. Mình không ăn hết được nhưng mà anh thích thử các loại món mình ăn, okay. Mình không ăn hết thì mình mang về. Okay. Nếu mà mọi người muốn thử Armenian food ở Việt Nam, ở Sài Gòn thì có một quán ở quận 2 Thảo Điền tên là Ararat. Mình cả Linda hay ăn ở quán đấy và rất là thích quán đấy. Và chủ của quán đấy cũng là người Armenian luôn. Tất nhiên rồi. Nên là đồ ăn thật sự là authentic luôn. Nên là mọi người nếu mà muốn thử thì hãy qua Ararat. Ararat. Bọn mình gọi Armenian salad, borscht. Và một số món nữa chưa mang ra. Thịt. Thịt nữa. Anh Đạt sang đây là, sang tới LA là đòi bằng được đi ăn quán Armenian. Ngon không anh? Ngon. Có như bên Nga không? Như bên Nga. Nói chung là đồ ăn nó cũng giống, tại vì là người Nga, à người đậu đen, bọn Armenian nó nấu mà. Я лучше это поем, чем блять опять раз на меню американскую. Да я уже. Anh Đạt vừa nói là thà ăn cái này hơn ăn mấy cái đồ của Mỹ, tại vì rất là ngán mấy đồ Mỹ rồi, thật sự ngán thật, ngấy. Mình ăn ăn nhiều lúc mà kiểu không phải no ấy, mà kiểu không nhai được nữa, không nuốt được nữa, tại vì nó ngấy, nó rất là vị béo ấy. Nhiều đồ chiên. Nhiều đồ chiên quá. Nhiều đồ chiên. Ôi sang đây cảm giác như tăng mấy cân rồi ấy. Đó là, không ai biết như sao ta. Nói chung là đây là một cái dumpling rất là to và trong này nó sẽ có một cái nước, tự nhiên là cái nước sốt ấy. Nên là thường ăn đúng cách thì sẽ phải flip nó như thế này. Và quan trọng nhất đấy là phải ăn bằng tay. Ăn bằng tay. Không được ăn bằng dĩa. Mọi người sẽ cắn cái bánh ra một chút như này. Và uống cái nước ở trong này đã. Sau đấy thì có thể cho sour cream lên. Is it good? Ngon không em? Vừa gặp được một anh waiter ở đây, người Armenia nhưng biết tiếng Nga. Nói chuyện với mình. Vừa nói chuyện xong. Món quan trọng nhất ở đây là thịt nướng. Thịa muối. Đây là thịt kiều. Thịa muối. Ở trong thịt kiều thì nó cũng như là sầu riêng ấy. Người ăn được thì sẽ rất là nghiện, nhưng mà người không ăn được thì sẽ không ăn được đâu. Tại vì nó hôi. Nó có cái vị, cái mùi mà không phải ai cũng ăn được. Nên bọn mình từ nhỏ đến lớn ăn thì bọn mình rất là nghiện. Như hôm trước sinh nhật mình cho team Darlene của mình đi ăn thì mọi người không ăn được. Như bên Nga luôn anh nhỉ. Mình đi đâu đó em? Anh rủ em đi dạo đã ơi anh. Em rủ anh đi dạo ấy. Tối này sợ vãi. Mới đi được một tí nhỉ. Тут реально нет, я не представляю, что я живу в этом городе. Но Сагон, он хотя бы не загнетает, он наоборот, он растет и будет еще расти, там, знаешь. А тут, знаешь, уже все, что взорвало, оно взорвало, сейчас оно типа, блядь, тянется, живет на последний, знаешь, свой день.